Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Xin chào tất cả các bạn. Như vậy là sau một tuần Minh Anh lại được gặp các bạn trong bản tin Mega News. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức cực kỳ hot của các giải đấu liên quân trong tuần qua nhé. Trận đấu tâm điểm của giải đấu GCS mùa xuân năm 2019 chính là cuộc đụng độ giữa hai đội tuyển đang bất bại, đó chính là One Team và Mad Team. Cả hai đang rất cần một chiến thắng để có thể giành lấy vị trí đầu bảng sau tuần thi đấu thứ tư. Trận đấu tâm điểm giữa One Team và Mad Team đã không khiến cho người hâm mộ phải thất vọng khi mang đến 5 ván đấu vô cùng hấp dẫn. Thế trận giằng co đến từ 2 trong 3 ván đấu đầu tiên khi cả hai liên tục có các pha giao tranh, giành được chiến thắng và One Team tạm thời vươn lên dẫn trước 2-1 sau 3 ván đấu. Tưởng chừng như One Team có thể giành chiến thắng trong ván đấu thứ tư, những sai lầm về di chuyển đã giúp cho Mad Team bất ngờ lật kèo và giành được chiến thắng trong ván đấu thứ tư mặc dù thua về điểm số hạ gục. Sang đến ván đấu quyết định, Mad Team có thế trận vượt trội hơn hoàn toàn khi có được 3 đường lính siêu cấp và giành chiến thắng trước One Team trong trận đấu tâm điểm với tỷ số chung cuộc là 3-2. Ở các trận đấu còn lại trong tuần thi đấu thứ tư, sau khi thất bại đầy tiếc nuối trước Mad Team, One Team cũng đã thể hiện được sức mạnh và tham vọng của mình ở mùa giải năm nay khi giành chiến thắng 3-0 trước một ông lớn khác của GCS là Flashwap. Đối thủ đã gây nên bất ngờ trước Flashwap ở tuần thi đấu trước đó là Hồng Kông Attitude cũng đã để thất thủ 1-3 trước TXO. Trong khi đó, SMG có trận thua thứ tư liên tiếp sau khi để thất thủ 0-3 trước Nova Mantasil. Với các kết quả này, Mad Team tiếp tục dẫn đầu với thành tích bất khả chiến bại. TXO vươn lên vị trí thứ 3, vượt qua Flashwap sau khi đội tuyển này đã có 2 tuần thi đấu liên tiếp gây thất vọng. Tuần thi đấu thứ 5 của GCS sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 3. Vào ngày mùng 8 tháng 3 sẽ là trận đấu giữa Mad Team và Flashwap. Sang ngày mùng 9 sẽ là trận đấu giữa One Team và SMG. Ngày mùng 10 tháng 3 sẽ diễn ra 3 trận đấu: SMG gặp Hồng Kông Attitude, Mad Team gặp TXO và cuối cùng là Flashwap đối đầu với Nova Mantasil. Hai trận đấu tâm điểm có mặt của đội đầu bảng Mad Team sẽ được chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng của Garena Liên Quân Mobile. Chuyển sang các tin tức của giải đấu APL Thái Lan, đội tuyển AHQ dường như đang vận hành khá tốt khi để hai ngoại binh người Hàn Quốc của mình là Huck và Rust dự bị. Và trong tuần thi đấu vừa rồi thì đội hình quốc nội này đã tiếp tục giúp cho đội tuyển AHQ giành được chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước đội tuyển EVOS debut. EVOS nhập cuộc với tâm thế đầy tự tin khi liên tục có những pha giao tranh trong giai đoạn đầu tiên của trận đấu. Và Moss tiếp tục thể hiện vai trò thủ lĩnh của mình trong trận đấu này khi liên tục có những pha di chuyển hợp lý với vị tướng Anette và liên tục mang về những điểm hạ gục cho đồng đội của mình. Qua đó, EVOS có rất nhiều lợi thế và hủy diệt AHQ với tỷ số 13 sau 12 phút thi đấu trong ván đấu đầu tiên. Sang đến ván đấu thứ hai, AHQ tiếp tục để hai thành viên người Hàn Quốc là Huck và Rust dự bị. Và những chàng nội binh người Thái đã có một màn thể hiện vô cùng xuất sắc trong ván đấu thứ hai. Liên tục là những pha di chuyển và đi ganh hợp lý đến từ người chơi đi rừng Nông Yo đã mang lại rất nhiều lợi thế trong giai đoạn đầu trận đấu. Qua đó, đội tuyển AHQ dễ dàng lăn quả cầu tuyết với những lợi thế của mình và hủy diệt EVOS trong ván đấu thứ hai với tỷ số 25-6 về điểm hạ gục. Với tinh thần đang lên rất cao sau khi giành được chiến thắng trong ván đấu thứ hai, AHQ tự tin mang quân bài Slim ở vị trí đi rừng. Mặc dù EVOS có được quân bài rất mạnh ở vị trí đi rừng là Darcy, nhưng điều đó vẫn không thể vượt qua được sự xuất sắc của NT với vị tướng Sephira. Liên tục là những pha di chuyển hợp lý cùng với những điểm hạ gục ở khu vực đường rồng của Sephira đã giúp cho AHQ dễ dàng lăn quả cầu tuyết và giành được chiến thắng chỉ sau 12 phút thi đấu. Qua đó giành được chiến thắng chung cuộc 2-1 trước EVOS W. Trong tuần thi đấu vừa qua, Buriem United tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội của mình khi giành được chiến thắng 2-0 trước đội tuyển TDC trong trận đấu tâm điểm của tuần thi đấu thứ 5 và giữ vững được chuỗi trận bất bại của mình tại mùa giải năm nay. Trận đấu tâm điểm của vòng 5 giải đấu APL Thái Lan giữa Buriram United và Toyota Diamond Cobra diễn ra vô cùng hấp dẫn khi liên tục là những pha giao tranh ngay từ những phút đầu tiên. Mặc dù Toyota Diamond Cobra là đội giành được nhiều lợi thế hơn về điểm hạ gục trong giai đoạn đầu trận đấu, nhưng với đội hình giao tranh tổng cực mạnh khi sở hữu 3 vị tướng Senel, Darcy và Kriknak đã giúp cho Buriram United dễ dàng có được thế trận lật kèo trong các pha giao tranh sau đó. Sau khi có được 3 đường lính siêu cấp, cả 5 thành viên của Buriram United ùa vào nhà chính của đối phương và kết thúc ván đấu đầu tiên sau 12 phút thi đấu. Sang đến ván đấu thứ hai, Buriram United tiếp tục mang đến một đội hình giao tranh tổng cực mạnh khi không sử dụng xạ thủ và giữ nguyên bộ 3 Darcy, Senel cùng với Kriknak. Tiếp tục là những lợi thế trong giai đoạn đầu trận đấu, nhưng Toyota Diamond Cobra dường như không thể làm gì được trước một đội hình giao tranh tổng quá mạnh bên phía Buriram United. Và Buriram United cũng không mấy ngạc nhiên khi giành được chiến thắng chỉ sau 12 phút thi đấu và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0. Ở các trận đấu còn lại của tuần 5 giải đấu APL, EVOS W sau khi để thua trước AHQ đã tiếp tục có thêm một thất bại nữa. Tỷ số vẫn là 1-2 và lần này đối thủ đánh bại họ là AHQ Black Forest. Wookboy Fighting Fist của Chaser và PU sau khi thất thủ 0-2 trước Toyota Diamond Cobra của Zayzak và Sun đã bất ngờ có được thắng lợi 2-1 trước đội tuyển cũ của họ là AHQ. Với hai chiến thắng liên tiếp trong tuần thi đấu thứ 5, Buriram United tiếp tục duy trì thành tích bất bại, qua đó củng cố vững chắc vị trí đầu bảng của mình.
4 vị trí tiếp theo đang là một cuộc cạnh tranh vô cùng căng thẳng giữa Toyota Diamond Cobra, AHQ, EVOS W và Vaza Gaming khi khoảng cách giữa đội phía trên và đội phía dưới chỉ là một điểm. Đây sẽ là lịch thi đấu của vòng 6 giải đấu APL. Toyota Diamond Cobra sẽ là đội có lịch thi đấu nhẹ nhất của tuần này khi họ chỉ có duy nhất một trận đấu với đội cuối bảng Mega Ignition. Trong khi đó, đương kim vô địch của giải đấu là Vaza Gaming sẽ có một tuần thi đấu cực kỳ khó khăn khi họ sẽ phải chạm trán với những đối thủ khó nhằn, lần lượt là đội đầu bảng Buriram United, đội xếp ngay trên họ EVOS W và cuối cùng là AHQ. Chuyển sang các tin tức của đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2019. Kết quả tại vòng 2 của đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2019 không có gì bất ngờ khi các đội tuyển ở cửa trên như là Team Flash, Overclockers và Box Gaming đều giành được chiến thắng 2-0 trước các đối thủ yếu hơn là IGP Gaming, TTN và Fat TV. Trận chung kết của đấu trường danh vọng một năm về trước được tái hiện tại vòng 2 giữa Adonis Esports và Swing Phantom. Và Adonis Esports lại một lần nữa phải nhận thất bại khi để thua 0-2 trước đội tuyển Swing Phantom, và người khiến cho Adonis phải ôm hận không ai khác đó chính là người cũ Black One. Vòng 2 tái hiện lại trận chung kết của đấu trường danh vọng mùa xuân 2018 giữa Adonis Esports và Swing Phantom, và dường như kết quả của trận đấu này vẫn không có gì thay đổi so với một năm về trước. Liên tục là những pha đổi đường đến từ hai bên trong những phút đầu tiên của trận đấu, và Adonis Esports đã có được lợi thế khi có được điểm hạ gục chiến công đầu. Nhưng đó là tất cả những gì Adonis có thể làm được khi Swing Phantom sở hữu quái vật mang tên Black One. Và lại một lần nữa, Black One không chỉ có những pha highlight với những vị tướng pháp sư, mà ngay cả một vị tướng sôi thịt như Malok, Black One cũng có màn thể hiện hết sức ấn tượng khi có một pha cân ba và sống sót trong gang tấc. Liên tục là những pha bắt lẻ cùng với một Malok hết sức khủng khiếp trong tay Black One đã giúp cho Swing Phantom dễ dàng lăn quả cầu tuyết và giành chiến thắng trong ván đấu đầu tiên sau hơn 10 phút thi đấu. Sang đến ván đấu thứ hai, những sai lầm trong khâu cấm chọn đã khiến cho Adonis Esports phải trả giá khi thả ra Florentino, và Swing Phantom không ngần ngại lựa chọn vị tướng này cho Zeref ngay trong lượt lựa chọn đầu tiên. Và Zeref đã có một màn thể hiện Florentino hết sức ấn tượng và chứng minh cho mọi người thấy rằng tại sao vị tướng này luôn bị cấm từ đầu mùa giải đến giờ. Kết hợp cùng Peina trong tay NTB đã giúp cho Florentino bất tử và không ngần ngại trong các pha băng trụ. Một chiến thắng hủy diệt khi có cách biệt lên đến 13.000 vàng và 15 điểm hạ gục dành cho Swing Phantom không phải là điều quá ngạc nhiên. Tỷ lệ thắng 100% cùng một màn thể hiện hết sức ấn tượng khi không mất đi một điểm hạ gục nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng Florentino được xuất hiện trong mùa giải năm nay. Sang đến vòng thi đấu thứ 3, Adonis Esports và Box Gaming tiếp tục có được chiến thắng 2-0 dễ dàng trước hai đối thủ yếu hơn là IGP Gaming và TTN. Người hâm mộ đã vỡ òa cảm xúc khi Fab TV bất ngờ giành được chiến thắng 2-0 trước cựu vương Swing Phantom, và Flash giành được chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Overclocker trong trận đấu tâm điểm vòng 3. Cả hai nhập cuộc với thế trận vô cùng thoải mái khi liên tục có những pha giao tranh ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Liên tục là những tình huống ăn miếng trả miếng đến từ hai bên, và dường như Fab TV cũng không ngần ngại gì Swing Phantom dù họ có bị đánh giá thấp hơn. Fab TV sở hữu một đội hình giao tranh rất mạnh đã khiến cho Swing Phantom không thể tận dụng được những lợi thế về tiền trước đó và dần mất đi thế trận. Sai lầm của Ragcross trong tay của KT bên phía Swing Phantom đã khiến cho họ phải trả giá, và với một Violet đã quá xanh đã giúp cho Fab TV giành được chiến thắng trong ván đấu đầu tiên. Sang đến ván đấu thứ hai, Black One đã quyết định mang ra quân bài tủ Laurel, và vẫn như thường lệ, Black One đã mang đến một màn trình diễn ấn tượng. Liên tục là những pha lướt ảo diệu trong các tình huống giao tranh tổng đã giúp cho Swing Phantom có được rất nhiều lợi thế trong giai đoạn đầu và giữa trận đấu. Tưởng chừng như rằng Swing Phantom có thể gỡ hòa một đều, nhưng quyết định sai lầm của họ khi giao tranh 4-5 ở khu vực trụ hai đường rồng cùng với sự xuất sắc của Bandum trong tay Lord Ken đã khóa chặt được Black One trong giao tranh và giúp cho Fab TV giành được chiến thắng trong pha giao tranh đó. Qua đó, Fab TV đã tạo nên được cơn địa chấn đầu tiên tại đấu trường danh vọng mùa xuân năm nay khi giành chiến thắng 2-0 trước cựu vương Swing Phantom. Người hâm mộ đổ dồn sự chú ý của mình vào trận đấu tâm điểm giữa Flash và Overclocker. Cả hai đã cống hiến cho người hâm mộ 3 ván đấu vô cùng hấp dẫn. Trong ván đấu đầu tiên, Team Flash quyết định đẩy Flash của Xuân Bách xuống khu vực đường rồng và tận dụng khả năng cơ động, đảo đường của Superman ở đường giữa. Dường như Flash đã nhường lại thế trận cho Overclocker trong giai đoạn đầu trận đấu. Và đến khi Flash của Xuân Bách đủ lớn, cùng với sự xuất sắc của Bandum trong tay Proe đã giúp Team Flash liên tục thắng trong các pha giao tranh tổng, đè bẹp Overclocker trong ván đấu đầu tiên với khoảng cách về điểm hạ gục lên đến 21-6. Overclocker quyết định sử dụng nút đồ thay cho anh chàng Skiza ở vị trí đi rừng trong ván đấu thứ hai. Darcy trong tay anh chàng Chihiro đã có màn thể hiện vô cùng ấn tượng với một pha xử lý mẫu mực khi hạ gục cả gấu và ADC ở khu vực trụ hai đường Seiza. Với việc người đi rừng đối phương bị hạ gục, Overclocker dễ dàng có được bùa lợi Seiza ngay ở phút thứ 8 và qua đó lấy được hai trụ ở đường Seiza.
Sở hữu một đội hình giao tranh tổng cực mạnh đã giúp cho team Flash bất ngờ lật kèo và dần lấy lại thế trận. Nhưng team Flash đã có một quyết định sai lầm khi quyết định giao tranh 4-5 ở khu vực hang rồng. Mặc dù khiến cho Darcy bốc hơi và cướp được rồng bạo chúa, nhưng với việc để cho Theoanat của Tintin được thoải mái bắn trong giao tranh, cùng với sự bảo kê của Peina đã giúp cho Overclocker lật kèo và có được hai đường lính siêu cấp. Và đến pha giao tranh tổng cuối cùng, tiếp tục là Gấu có một quyết định sai lầm khi quyết định tấn công vào Darcy. Với sự bảo kê đến từ Peina và Senel, Overclocker dễ dàng giành chiến thắng trong pha giao tranh này. Và một lần nữa Tintin tiếp tục chứng minh sự lựa chọn Theoanat trong ván đấu này hoàn toàn chính xác, không mất đi một ai và có được 4 điểm hạ gục. Overclocker giành được chiến thắng nghẹt thở trong ván đấu thứ 2 sau hơn 13 phút thi đấu. Khác về ván đấu trước đó, Team Flash đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác trong ván đấu quyết định khi kiểm soát thế trận cực kỳ chặt chẽ. Grass cùng phép bổ trợ trừng trị của Proe kết hợp cùng ADC liên tục có những pha xâm lăng rừng. Thế trận kiểm soát toàn bản đồ cực kỳ kỷ luật khi chỉ tập trung vào các mục tiêu và không ham các điểm hạ gục đã bóp nghẹt đối phương, khiến cho Overclocker không có bất cứ một cơ hội nào. Một đội hình giao tranh tổng cực mạnh và không ngần ngại trong các tình huống băng trụ đã giúp cho Team Flash kết thúc ván đấu thứ 3 với cách biệt lên đến 11 điểm hạ gục và giành được chiến thắng chung cuộc 2-1 trong trận đấu tâm điểm của vòng 3. Đây là bảng xếp hạng của đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2019 sau vòng đấu thứ 2 và thứ 3. Team Flash tiếp tục đứng đầu với 3 chiến thắng liên tiếp và mới chỉ để thua duy nhất một ván đấu. Trong khi đó, Box Gaming đã âm thầm leo lên vị trí thứ 2 sau 2 chiến thắng 2-0 liên tiếp của mình. Để thất thủ trước Pháp TV một cách bất ngờ, Swing Phantom tụt xuống vị trí thứ 5 và vị trí cuối bảng đang là Team Thái Nguyên khi họ vẫn chưa có được ván thắng nào sau 3 vòng đấu đầu tiên. Đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2019 sẽ tạm nghỉ từ ngày 4 tháng 3 cho đến ngày 12 tháng 3 để nhường chỗ cho giải đấu dành cho phái nữ mang tên Shining Queen. Và đây cũng chính là cơ hội để cho các bóng hồng Liên Quân được thể hiện tài năng của mình vào dịp quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3. Tiếp nối thành công của giải đấu áo dài đại chiến để chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, Garena Liên Quân Mobile sẽ tổ chức show match Shining Queen với khẩu hiệu Shining Moment, khoảnh khắc tỏa sáng để tôn vinh phái đẹp. Giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 3 với 4 đội khách mời, đại diện cho 4 nghề nghiệp của phái đẹp trong cuộc sống thường ngày: đội học sinh, đội văn phòng, đội swimmer hay đội nội trợ. Ai sẽ là người giành chiến thắng? Hãy đón xem và cổ vũ cho những bóng hồng xinh đẹp. Vừa rồi là các tin tức cuối cùng cho bản tin Mega News ngày hôm nay. Như vậy là ngày 8 tháng 3 cũng sắp đến rồi. Minh Anh xin thay mặt Liên Quân Mobile chúc cho các bạn nữ luôn xinh đẹp, thành công trong cuộc sống và đặc biệt là đạt bậc xếp hạng cao trong Liên Quân Mobile nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của Mega News. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.